Xoài ngon quá luôn. Anh có thương Na không? Có thương. Bởi vậy biết mà anh em biết sao tôi phải lén lút gì không? Sáng giờ tôi trốn bà về tôi đi chơi. Nếu như mà về nhà để nổ máy lớn quá, bà nghe được bà ra bà bắt tôi sao? Bởi vì mình phải nhẹ nhàng mình đi giúp nhà. Để qua chiếc xe kìa cha. Ủa mày làm gì ngoài đây vậy? À tập thể dục anh ơi. Ủa mà sáng giờ anh đi đâu đây? Anh đi ăn sáng là có gì đâu. Ăn sáng? Ăn sáng từ 7 giờ sáng tới 1 giờ trưa hả? Này nãy giờ ăn trưa luôn rồi đó. Trời ơi không có đâu. Tại biết sao không? Ăn sáng anh ăn hơi nhiều á nên nó no tới trưa thì tính lương. Chứ phải đi chơi với gái hả ta? Sáng giờ hả em tập tạ cũng khá là nhiều á, cũng lên cơ đó, bởi vậy giờ cần chỗ xả. Đây dễ thương quá là chú rùa công lý. Câm nhiên đu rùa công lý cho tôi chứ vậy? Tí xíu rồi bé. Còn đây chính là cây gậy phát hiện nói dối nha. Khi mà em hỏi một câu mà anh nói dối thì á hả em đụng lên cây này sẽ bị nhồi. Trời ơi tào lao ơi, cái cây này bình thường chọn vô tôi cũng chọn vậy. Thì không phải, nhưng mà nếu anh đang cầm con rùa công lý này nè thì em chọn cỡ nào anh cũng không nhổ hết trơn. Trời ơi gì tôi sợ gì nữa. Đúng rồi, bởi vậy bây giờ em sẽ bắt đầu thử thách cho anh. Rồi hỏi đi. Câu hỏi đầu tiên, anh có đi ăn sáng thiệt hay không? Thiệt. Thiệt hả? Ok mình sẽ thử cái cây này nha mọi người ơi. Đó cái cây này á là nếu mà anh nói dối thì anh sẽ bị mắc cười, anh trộm giữ thần với miếng lắm luôn anh ơi. Hôm nay dám nói dối bà Bê mọi người ơi, em quyết định phạt anh bằng cách là phải chơi tiếp trò chơi nhân phẩm nha. Để thử nhân phẩm anh chứ. Trời ơi bà chuẩn bị hồi nào nha yêu quý chị? Thì đây bà Bê đã chuẩn bị 9 cái hộp này. Tương đương ở trong đây là một cái phần thưởng cũng như là phần phạt đó. Còn phần thưởng phần phạt á thì anh quay phim chuẩn bị, nói chung mình không có biết nữa trong đây có gì mọi người ơi. Hôm nay bà Bê tự chuẩn bị hết cái mấy món này nhìn dễ thương quá, xoài mèo sầu riêng nữa. Dễ thương mà coi chừng bị phạt nha. Cái trong đây toàn đồ ngon không mà tôi đâu có sợ. Ngon lắm, đây đây cầm. Ủa sao tự nhiên mày cầm cái búa tôi cầm bàn tay vậy? Cái bàn tay á là dùng để tát mọi người, còn cái búa là dùng để cắn. Đau quá. Rồi bây giờ bà chơi trước đi. Ủa vậy kìa dạ phải quá tù xì chứ anh. Không có tù xì chứ. Nhanh lên tù xì đi. 1 2 3. Hả? Cái này là cái bao nè mọi người ơi. Ai bẻ đưa tay kia không được. Vậy là anh chơi trước. Bây giờ ăn cái gì đây nè? Ăn cái gì đầu tiên nè? Con mèo. Con mèo. Nếu như mình ăn đồ ăn á là bà chắc chắn sẽ để cạm bẫy, bởi vì mình phải ăn con thú được. Mình sẽ ăn con mèo chứ. Thì cái là bậy. Thôi. Thôi. Sao mới vô được là ghét vậy? Tại vì số hên mà, con mèo đã đem lại rà rát cho anh Đích. Trời ơi, nhưng mà cái combo gà rán này của bà Bê có sẵn tương ớt tương cà luôn. Quá ngon luôn. Quá ngon. Coi ăn nè, phải lẹ lẹ. Con Mon nó liếm nỏ rồi anh ơi. Bây giờ tôi thử con Mon nha, thử coi. Bây giờ Mon thích gà hay thích Bê? Mon chọn Bê đi. Mon chọn Bê đi Mon. Vậy là Mon chọn gà rồi. Ngoan quá, cho Mon một miếng. Trời ơi, ăn đồ gà đi, ăn đồ gà đi. Ngon chưa, liếm mỏ liền. Em đi. Để xem ăn cái món ngon hồi chành biết. Hôm nay là tôi may mắn là tôi không chọn nữa. Ok, tới bà Bê nha mọi người. Tới rồi bà Bê. Ở đây có sầu riêng nè, có cái này. Chắc bà Bê chọn sầu riêng, tại bà Bê cũng thích ăn sầu riêng á. Lỡ cái sầu riêng ở trong này sao? Để tôi lộn ra cho. Đập. Ủa gì vậy? Gì vậy? Bánh pizza. Bánh pizza mọi người ơi, quá đã luôn. Mà không biết trong đây có bánh pizza thì không ta? Lỡ bị dụ sao? Tại sao hôm nay bà Bê toàn đồ ăn không vậy? Thì đồ ăn chứ có hình phạt nữa, tại vì mới đầu hơn nên nhận được đồ ăn mọi người. Tránh ra coi để mà ăn coi làm gì mà. Ủa sao ăn bao đi lâu? Không phải bao đi lâu mọi người ơi, nó có bánh pizza thiệt luôn nha. Pizza có thanh cua nè, đúng rồi, khô nè. Còn cái này là cái gì? Cái này là giống như là mực vậy đó anh. Mực hả? Đó bây giờ bà Bê xác thử bánh pizza của bà Bê đó. Ăn kèm không hả? Gì vậy? Miếng này sao mất 1 miếng ta? Để nó ngon lắm ta. Nhanh ra. Anh có đánh em đâu, là đạo đức đánh em đi chứ. Có cái dạng cáo đi, bà ăn ké nữa. Đây, bây giờ bà Ba sẽ ăn thử cái miếng này mọi người ơi. Đó, ở đây là miếng phô mai cộng với lại một miếng thanh cua với lại có thơm hô luôn nha. Rồi xịn sò. Nóng hẳn ơi. Wow, thiệt luôn á. Thôi chạy tiếp nè. Tôi hả? Trời, mày ẩm thực ăn hoài bà ơi. Chơi đến với tôi ăn uống hoài. Thế mọi người để tối ăn. Bây giờ tôi sẽ chơi hơn xuôi may rủi. Bây giờ tôi sẽ nhờ chị B chỉ tôi một cái hộp. Rồi tôi chọn. Chỉ hộp hả? Đúng rồi. Bây giờ B chỉ đi. Hộp nào mà. Vậy đi ăn. Rồi tự nhiên vậy bị đòn xong. Rồi vậy hãy ăn thấy đi. Ăn nào? Ăn trái giải thì cho ngọt ngọt vui. Ok luôn. Đây nha. Rồi đập bánh luôn nha. Trời ơi cái gì vậy? Trời. Trời. Bánh xì nát. Thật cái gì tới 231 vậy? Xì nát chấm mù tạt. Hả? Hồi nãy anh thèm ăn lắm nè, sao giờ run rẩy bẩy dữ vậy? Ăn cái gì đâu, ăn mù tạt quá, ăn cái gì? Ôi vậy hả, anh run tay quá, để em làm cho anh ơi. Sao cái này giống bữa cơm cuối cùng quá vậy? Ghê ghê vậy bà nội ơi, thấy ghê quá nè. Đấy, sẽ gửi anh luôn he đã. Trời ơi, em mùi nồng quá vậy? Nó nồng mà sao nó thối quá ta. Nè, thử thử cái mùi thối luôn anh ơi. Ôi, trời ơi, cái mùi này chứ nồng quá. Ừ, nồng quá à, nhưng mà bây giờ... Chảy mồ hôi luôn nè. Anh sẽ ăn á hả, một miếng bánh này với lại một miếng mù tạt vậy nha. Này sao ăn được? Sao ăn được hả đó? Vậy là ăn được rồi đó. Trời đất ơi, vậy giùm em cái nha anh ơi. Vậy, 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 coi em chơi nè. Trời ơi, cho em chết luôn, cho nghỉ xíu đi. Nghỉ cái gì mà nghỉ? Trời ơi, bây giờ anh không coi em chơi xíu là anh nói em ăn vàng nữa không? Bây giờ bà chơi sao đâu? Bởi vậy, giờ phải chọn rửa tiếp rồi ơi đó. Ở đây á thì gì vậy? Anh thấy con khủng long về dễ thương giống em nè. Có trái tim nữa hay em chọn khủng long đi. À, được ta. Ừ cái rồi. Ok, vậy khủng long luôn à. Mình kéo khủng long mà. Rất là dễ thương mọi người ơi. Đó, đập vô, đập vô, đập vô, đập vô, đập vô. Ồ, đó, thấy ghê không? Đó. Ý, có tờ giấy kìa anh. Tờ giấy này gì vậy ta? Xài lắm. Trời ơi, được ăn đó rồi nè. Sao hôm nay thấy cái trò chơi nhân phẩm này giống như là trò chơi ẩm thực rồi á. Trò chơi ẩm thực gì? Thì ăn uống hoài. Thì thưởng là được ăn, được phạt á thì mọi người thấy rồi đó. Còn bây giờ xoài lắc đâu đâu thấy có xoài lắc trong đó đâu mà đó. Ủa xoài lắc đâu anh? Phía sau thùng này. Có xoài lắc nè. Yeah. Đã luôn. Gì vậy? Giờ này còn ăn gà nữa. Em để con trúng ra rồi chúng ăn cái này cũng ăn cũng lợm cười. Đây bây giờ bà bắt ăn thử xoài lắc nha mọi người. Ôi rất là xịn luôn. Ủa bà ăn cái gì ở đây nè? Tội chua nắng của bà Bê mày ăn ba xoài lắc mà lắc với ớt nữa. Ê lắm luôn nhưng mà rất là ngon đây. Có hai cây que nhưng mà lúc tiếc anh không được ăn anh Bà sẽ ăn thử miếng xà lách nha mọi người ơi. Đó đây sốt chấm rất là ngon luôn. Ôi gì vậy? Hiểu ấn dữ vậy, người ta ăn bình thường mà. Giống như quay TikTok vậy, nó vừa bỏ miếng xoài vô cái trời ơi gió lửa bay rớt chơi. À làm như bạc hà cờ ly á vậy đó. Ôi miếng xoài rất là ngon luôn mọi người, chua chua ngọt ngọt nha, mà lắc thêm với lại miếng muối ớt rất là ngon luôn. Đúng rồi. À thì ra mày chọn cái chết. Xoài ngon quá luôn. Anh có thương Na không? Có thương. Bởi vậy biết mà. Cha chở bà ơi. Nãy giờ cái gì ăn uống của tôi bà cũng phá hết chị. Phá đâu phá, tại cho cái nhân phẩm của anh đó nên thì anh nói thương Na, anh phải cho Na ăn. Ăn đồ mặn đâu mà bây giờ ăn tráng miệng nè. Dạng tráng miệng phải không? Đúng, ăn xoài. Ăn xoài hả? Đập vô lơ nè, thấy ghê không? Ủa, giấy nữa hả ta? Giấy này ghê vậy đó nha. Giấy hơi ghê đó. Hơi run. Ủa sao hay vậy? Lẹ đi. Trời, sướng quá. Qua lượt vậy uống được ăn gì hả? Con rồng vậy thôi, hiểu lắm anh. Gì bạn cái nào? Thôi em uống cà phê. Rồi. Sáng sớm phải uống cà phê cho nó rụng táo đầu óc mình đó. Cà pháo nghe đó, thì nghe hơn. Cái gì vậy? Trời, cái hộp này nó ngộ lắm nha, uống cà phê ra trà đào. Đó thì cũng nói chung cũng màu vàng đó anh nhưng mà rất là ngon. Bởi cái cà phê mà nó ra hột é cái gì nó mới vui được. Có luôn này, bà Bê có một ly trà đào. Nó làm sao đây nè. Giòn quá đâu luôn. Trà đào ở đâu vậy? Không biết nữa. Đây hả lại bán tổ chức chuẩn bị nhưng mà rất là ngon mọi người ơi. Trà đào này rất là nhạt vị luôn nha. Gì vậy? Hôm nay tôi sẽ thử thách nhân phẩm của tôi với bà luôn. Bây giờ là còn 3 hộp. Đúng rồi. Vậy bây giờ mỗi người chỉ còn nùi quyền chọn một hộp trong đây thôi. À, ủa vậy còn hộp cuối cùng là hộp gì? Hộp cuối cùng bỏ. Bây giờ làm cái 9 hộp á, nhưng mà làm 10 hộp. Ủa, hộp cuối cùng mà cho quay phim nè. Ờ, cũng được. Đấy, bây giờ 3 hộp phải không? Chà, ổi xanh mơn mỡ đi, tôi chọn ổi. Lấy liền. Sao lấy ổi rồi? Trời ơi, ổi này của tôi chứ ăn ổi rồi nó xanh lè mới ngon chứ. Chà, cái gì vậy? Ổi xanh hợp kim vô mà. Toàn rồi. Toàn thật rồi bu em. Rồi, sao đây đi em, bởi vậy nãy giờ nhân phẩm mà xui quá mọi người ơi. Anh đợi em xíu đi, em đặt cái hộp của em xong đã. À, cái coi nãy còn cây số gồng của quay phim đi ha. Đó, mình sẽ đặt vô đây nha mọi người ơi. Đó, đây là gì đây? Gì vậy? Cho người kia trang điểm. Cái hội trả thù bà Vy rồi. Ủa vậy giờ anh trang điểm cho em bằng cái món này á hả? Trời ơi, có gì chơi đó đi rồi. Giờ cameraman cái gì lẹ đi. Cameraman là cái gì nè, đây phải đặt luôn mình chơi luôn. Trời, ủa gì kỳ à? Có gì đâu mà kỳ, thấy bình thường mà. Dạ hết rồi. Bây giờ sẽ trang điểm cho bà Vy. Yeah. Cái này là cái gì, hộp gì giống hộp kẹo quá vậy? Hộp phấn mát. Con này giống biết xài giống dẹp đi. Ủa cái cây này cái gì vậy? Cây kẻ mắt. Vậy thì kẻ mắt. Vô kẻ mắt. Kẻ mắt dễ chết, có gì đâu kẻ. Kẻ vừa thôi nghe. Ủa kẻ mắt chứ đâu phải kẻ trứng mài đâu. Ủa không bị được con mắt không vậy? Rồi kẻ mắt ha. Ừ. Kẻ mắt. Kẻ mắt đó. Kẻ mắt không có kẻ dưới, kẻ đừng kẻ lên đây nè. À, rồi vậy để kẻ lại. Đúng rồi. À, cái đó là cái bầu mắt mà sao anh kẻ được? Trời ơi, ngồi yên đi để người ta trang điểm sao kệ ta, miễn sao trang điểm xong đẹp thôi nhắm mắt lại coi. Ghê lắm mọi người. Đôi nhiều quá, để tao làm đi. Đánh cho em đây, cái này giống như là từ Hy Thái Hậu vậy đó. Rồi xong. Còn cái này. Sao môi. Nghĩ sao người ta không biết sao qua đó. Dạ sao môi cho bà V phải không? Người ta đang son mà nói chuyện lắm, ví dụ xuống thì có. Rồi bây giờ im lặng này để tao son nha. Cái mỏ ai bự dữ vậy? Mỏ heo. Mỏ heo gì? Rồi thôi được rồi. Đẹp rồi đó. Bảo đảm bây giờ chị V đi ra đường là ai cũng nhận ra chị V hết trơn. Nhìn cái là biết chị V liền à. Mời đi nè. Cởi vậy? Ra đi em trai. Trời ơi sao nhiều kem dữ em trai. Trời anh trai ơi, cái này hơi bị đỉnh luôn. Trời ơi nhiều kem dữ. Ai kêu nó kem hết không mày lấy cái gì vậy?